Sáng 4 tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam, 41 tuổi, trú xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá đảng, nhà nước. Khám xét nơi ở của Nguyễn Hoàng Nam, cơ quan chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 2 USB, 1 laptop, 307 trang tài liệu, 10 video clip có nội dung tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nam là đối tượng phản động, lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá đảng, nhà nước trong thời gian khá dài. Dù được các cấp chính quyền tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần, nhưng Nam không những không từ bỏ mà tiếp tục chống phá quyết liệt hơn. Năm 2021, sau khi chấp hành xong hình phạt tù do gây rối trật tự công cộng, Nam trở về địa phương không chịu cải tạo, mà tiếp tục tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải phát tán tài liệu, hình ảnh, video clip, thậm chí livestream để tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước, chính quyền địa phương, gây chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết tôn giáo dân tộc, xúc phạm danh dự nhân phẩm nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước. Ngày 4 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Viên Đình Mạnh, trú tại xã Ea Drot, huyện Ea Sop, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi mua bán người. Đầu năm 2019, Mạnh quen biết với một người đàn ông tên Đốc. Tháng 3 năm 2022, Đốc liên lạc với Mạnh đề nghị tìm người đưa sang Campuchia làm việc và hứa trả công 5 triệu đồng một người một tháng làm việc. Đốc cũng quảng cáo công việc bên Campuchia nhẹ nhàng, chỉ làm việc trên máy tính và được trả 700 đô la Mỹ một tháng. Nhân viên làm việc càng lâu năm thì Mạnh càng nhận được nhiều tiền. Ham tiền, Mạnh đã dụ dỗ lôi kéo em trai mình cùng với 5 người khác trong xã Ea Drot đưa xuống thành phố Hồ Chí Minh giao cho Đốc. Những người Đốc đưa trước số tiền 50 triệu đồng cho Mạnh và yêu cầu tiếp tục tìm thêm người. Sau đó Đốc đưa 6 nạn nhân sang Campuchia bán vào các công ty chuyên hoạt động lừa đảo và đánh bạc trên mạng. Đến giữa tháng 7 năm 2022, hai trong số nạn nhân không chịu nổi công việc ở Campuchia nên muốn về lại Việt Nam thì Đốc yêu cầu phải nộp 180 triệu đồng. Đầu tháng 8 năm 2022, khi người thân chuyển đủ số tiền thì hai nạn nhân được cho về lại Việt Nam. Ngày 4 tháng 8, Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân B, 73 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bị u gan có kích thước 15x20cm, nặng 1,65kg. Qua khai thác bệnh sử, sau đó nhận thấy khối u gan có kích thước quá lớn, sớm muộn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Các bác sĩ khoa ngoại bụng Bệnh viện Quân y 175 đã tiến hành hội chẩn, đề ra phương án phẫu thuật và dự trù các tình huống có thể xảy ra đối với bệnh nhân. Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được cắt khối u gan lớn ở hạ phân thùy 5-6 và một phần hạ phân thùy 7. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ, khối u được cắt bỏ hoàn toàn với trọng lượng 1,65kg. Đây là trường hợp u gan kích thước lớn nhất được phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 175. Trưa 4 tháng 8, ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vào khoảng 3 giờ 43 phút cùng ngày, một xe ô tô tải chở hàng bất ngờ bị bốc cháy trên địa bàn phường Hưng Trí. Theo đó, xe tải biển kiểm soát 36H03052 do tài xế Trần Xuân Thủy điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Nam khi đang vận chuyển hàng hóa bánh kẹo, các cuộn ni lông. Khi đến vị trí km 570 700, tuyến đường tránh thị xã Kỳ Anh đoạn qua địa phận phường Hưng Trí, xe tải bất ngờ phát hỏa bốc cháy dữ dội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hà Tĩnh đến tiếp cận hiện trường để triển khai các phương án dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện và tài sản trên xe tải bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng. Ngày 4 tháng 8, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết thời tiết thuận lợi, các cơm về ven bờ nhiều, ngư dân đánh bắt thu hoạch trúng lớn. Ông Nguyễn Văn Lành ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết mỗi ngày ra khơi đánh bắt 3 chuyến, mỗi chuyến được 200 đến 300 kg cá. Giá bán mỗi ký cá tươi từ 15 đến 20 ngàn đồng, cho thu nhập gần 5 triệu đồng mỗi chuyến. Còn ngư dân Đậu Văn Tuân ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch cho biết, vụ cá cơm năm nay tuy muộn nhưng chất lượng cao, luồng cá lớn. Trên giá cá cơm phơi khô có giá dao động từ 150 đến 170 ngàn đồng một ký. Cứ 10 ký cá cơm tươi sẽ cho 1 ký cá cơm khô. Ông Lê Ngọc Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình cho biết toàn tỉnh có trên 2.000 tàu thuyền công suất nhỏ từ 24 đến 40 CV chuyên đánh bắt gần bờ. Mùa này chuyên đánh cá cơm nên cho thu nhập khá đối với các làng biển bãi ngang, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Sáng 4 tháng 8, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá mức độ sạt trượt tại dự án hồ chứa nước Đắk Nờ Tin, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Nông để có phương án xử lý khắc phục.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên sáng 1 tháng 8 đã xuất hiện công trường kéo dài khoảng 400 m từ hạ lưu tràn tới cống thoát nước số 1 đường tránh ngập, chiều cao công trường khoảng 30 m. Đến 11 giờ 30 phút ngày 3 tháng 8, mặt cầu giao thông bị dịch chuyển về phía đập đất khoảng 20 cm, gây nứt bê tông mặt cầu. Mái ta luy đất phía hạ lưu tràn có hiện tượng nứt gãy, có những vị trí kéo dài khoảng 20 m. Còn theo ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, tại khu vực hồ thủy lợi Đắc Nơ Tin có 34 hộ dân đang sinh sống, nên chính quyền đã di dời 34 hộ dân đến nơi an toàn. Dự án hồ chứa nước Đắc Nơ Tin có tổng mức đầu tư gần 137 tỷ đồng, sức chứa hơn 1,2 triệu mét khối nước. Trong ngày 4 tháng 8, tiếp tục ghi nhận tình trạng ngập lụt sạt lở xảy ra ở các huyện thành phố phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Tại thành phố Bảo Lộc, khoảng 23 giờ ngày 3 tháng 8, tại hai xã Đại Lào và Lộc Châu xảy ra ngập cục bộ, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân. Tại xã Đại Lào, lực lượng chức năng đã kịp thời di dời sơ tán 4 hộ dân bị ngập sâu và sạt lở đất đến nơi an toàn. Còn tại xã Lộc Châu, mưa lớn gây ngập nặng tại các thôn Tân Ninh, Tân Bình, thôn 2 và thôn 3. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản và người của hơn 30 hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn. Mưa lớn cũng xảy ra tình trạng sụt lún kéo dài trên tuyến đường tránh phía nam thành phố Bảo Lộc, đoạn qua phường Lộc Sơn. Còn tại thị trấn Đà Truy, huyện Đà Oai đã xảy ra lũ quét trên sông Đà Oai. Có 4 hộ dân đã được chính quyền địa phương kịp thời di dời đến nơi an toàn. Tại xã Phước Lộc đã xảy ra sạt lở đất làm chia cắt tuyến đường trung tâm xã qua thôn An Bình. Tại các xã Đà Oai, Madagui, Đà Ploa và Đà Tồn, mưa lớn xảy ra trong đêm đã gây ngập úng hàng chục hecta cây trồng và làm xói mòn sạt lở nhiều đoạn trên sông Đà Oai. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xác nhận vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 4 tháng 8, tại km 128 740 trên quốc lộ 6, thành phố Hòa Bình đi huyện Mai Châu và Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ sạt lở đá núi tại đoạn qua đèo Thung Khe, huyện Mai Châu. Theo người dân, thời điểm xảy ra sạt lở có 2 xe ô tô và 1 xe máy đi qua. Đất đá từ vách núi đã rơi vào xe ô tô 7 chỗ, mang biển kiểm soát 26A05281. Trên xe có 4 người, rất may không có người nào bị thương. Vụ sạt lở làm hư hỏng 6 tấm hộ lan, các tấm đá lớn nhỏ nằm ngang đường nên đã gây tê liệt giao thông hai chiều. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng đã có mặt huy động phương tiện, máy móc xử lý đất đá sạt lở và đã thông xe trở lại.